Xin chào mọi người, hôm nay đã chính thức cập nhật Fontaine rồi các bạn ạ. Và chúng ta tiếp tục được khám phá vùng đất mới. Và hôm nay mình sẽ quay trở lại với series xây dựng nhân vật. Và nhân vật mới không ai khác đó chính là Lin May, một nhân vật 5 sao đầu tiên của Fontaine. Anh chính là một nhà ảo thuật gia nổi tiếng và có tài ăn nói khéo léo và kỹ năng chiến đấu cũng không kém cạnh. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem anh chàng này có gì đặc biệt nhé. Bây giờ chúng ta cùng xem một chút chỉ số về Lin May của mình. Lin May của mình có tấn công là 2003 và tinh thông 143 mặc dù không cần. Và tỷ lệ sát thương ở đây là 51-203. Có một chút hiệu quả nạp và chắc chắn là Ly sát thương nguyên tố hỏa. Bởi vì mình không quay ra chấn nên là mình đang cầm tấm xét rung động. Ngoài ra thì bộ thánh di vật hiện giờ đang cầm đó là bộ đoàn hát. Bộ này thì có tăng 35% trọng kích. Cũng là một bộ dùng tạm được. Cung mạnh thì đang ở mức C0 và thiên phú. Bởi vì hôm nay là thứ tư nên là chưa farm được nên là thiên phú đang ở level 1. Về vũ khí thì chúng ta có vũ khí chấn của Lin May, đó là cây cung màn ảo thuật đầu tiên. Cây cung này chắc chắn là sự lựa chọn tốt nhất bởi vì gia tăng cực kỳ nhiều lượng sát thương trọng kích. Và sau đấy còn tăng cực kỳ nhiều tấn công dựa vào số lượng nhân vật cùng thuộc tính với nhân vật trang bị vũ khí này. Đây chắc chắn là một sự lựa chọn tốt nhất cho Lin May. Ngoài ra các bạn cũng có thể là lựa chọn những cây 5 sao khác như nhược thủy, sấm sét rung động hay là ngôi sao cực đông. Mình nghĩ ba cây này chắc chắn kém hơn chấn nhưng mà cũng có thể là dùng được. Và sự lựa chọn kế tiếp trong dàn 5 sao đó là cánh thiên công với cung A1. Hai cây này thì chắc chắn là kém hơn những cây ngôi sao cực đông, nhược thủy và sấm sét, nhưng theo mình thì cũng là dùng được. Về vũ khí 4 sao thì đầu tiên chúng ta có cây khúc ca tính lặng. Cây cung này có nội tại là sau khi nhận trị liệu sát thương gây ra tăng 32%. Và nhân vật không ra trận cũng có thể kích hoạt hiệu này, duy trì 8 giây. Và theo mình thì nhân vật này dùng cây cung này khá là ngon. Bởi vì khi mà dùng kỹ năng nguyên tố thì máu của tích nó tụt. Và sau đó mình cần một nhân vật hồi máu. Và chắc chắn là đội hình của tích là còn nhân vật hồi máu như Ben này. Nên là cây cung này cũng có thể là kích hoạt nội tại khá là ngon. Nhưng mà lựa chọn tốt nhất trong dàn 4 sao mình nghĩ vẫn là cây hậu duệ mặt trời. Cây cung này mọi người sẽ nhận ở trong Battle Pass nên là cũng không phải là một cây cung F2P. Nhưng mà chỉ số cây cung này cực kỳ ngon khi mà tăng 18,4 tỷ lệ bạo kích ở cấp 90. Và sau khi mà tinh luyện 5 thì chúng ta có nội tại là sau khi trọng kích đánh trúng kẻ địch sẽ dán xuống mũi tên mặt trời lên kẻ địch này. Gây sát thương bằng 120% tấn công. Đồng thời là thi triển hiệu quả thiêu đốt tâm can duy trì 10 giây lên kẻ địch chịu sát thương từ mũi tên mặt trời. Sát thương từ trọng kích của người trang bị vũ khí này gây ra cho kẻ địch đang trong trạng thái thiêu đốt tâm can sẽ tăng 56% ở mức tinh luyện 5. Và tối đa là 10 giây kích hoạt một lần. Cây cung này có dòng nội tại cực kỳ bá và còn có tăng tỷ lệ bạo kích nên là một cây cung cực kỳ dễ nâng, dễ cân chỉ số. Nên là nếu anh em mà có một chút tài chính thì có thể nạp vé Battle Pass để cho Lin May cầm cây cung này. Cây cung 4 sao tiếp theo mà mình thấy dùng khá là được đó là cây máu đạn nguyệt. Cây cung này có dòng nội tại khi mà tinh luyện 5 là khi trọng kích đánh trúng điểm yếu sẽ tăng 10% tốc độ di chuyển và 72% tấn công, kéo dài 10 giây. Với cái lượng 72% tấn công này là cực kỳ nhiều nhưng mà bởi vì cần bắn trúng điểm yếu nên là cây cung này không dành cho những anh em có kỹ năng thấp hoặc là chơi trên thiết bị di động, khá là khó bắn trúng điểm yếu. Và cây cung cuối cùng đó là cây cung trừ ma. Đây là một cây cung 4 sao theo mình cũng sử dụng được. Cây cung này có dòng nội tại ở mức tinh luyện 5 đó là tăng 32% tấn công thường và 24% sát thương trọng kích. Nhưng mà yếu điểm ở đây là khi năng lượng nguyên tố đạt 100% mới tăng 100% hiệu quả của nhân vật trang bị vũ khí này. Đó là tăng gấp đôi các chỉ số trên. Bởi vì Lin May thì mình cũng sử dụng Q nên là chắc chắn là không thể nào lúc nào cũng đạt mức năng lượng trên 100% được rồi. Và trên đây là những vũ khí theo mình mà dùng được cho Lin May. Và nếu mà anh em có cây cung nào trên thì cũng có thể là trang bị cho Lin May. Phần tiếp theo của clip chúng ta sẽ nói về thánh di vật của Lin May. Đầu tiên chúng ta có bộ 4 thợ săn Mare Chaucy. Bộ này có thể nói là chấn của Lin May. Khi mà bộ 2 chúng ta có tăng 15 phát thương tấn công thường và trọng kích. Và bộ 4 là khi HP hiện tại tăng hoặc giảm, tỷ lệ bạo kích tăng 12% và hiệu quả này duy trì 5 giây tối đa 3 lần. Thì HP của Lin May có thể là vừa giảm vừa tăng,
Nên là đây có thể nói là một bộ cho anh em build chỉ số của Linh Lây cực kỳ dễ, bởi vì 36 tỷ lệ bạo kích thì cực kỳ nhiều. Về bộ thánh di vật tiếp theo chúng ta có thể nhắc đến, đó là bộ thánh di vật hiền nhân bốc lửa. Bởi vì Linh Lây sẽ chơi đội hình mono hỏa là chính, nên là bộ này có thể là gia tăng 35% sát thương tạo thành khi mà kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố hỏa, và còn tăng thêm một chút kháng hỏa, tăng 40%. Đây cũng là một sự lựa chọn tốt dành cho anh em nếu mà không farm được những bộ khác. Bộ thánh di vật tiếp theo chúng ta sẽ có là đoàn hát lang thang đại lục. Về bộ thánh di vật này thì mà bộ 2 tăng 80 điểm tinh thông thì không quá quan trọng, bởi vì Linh đây chơi team mono, mà mono thì chắc chắn là không có phản ứng. Nhưng mà bộ 4 của bộ di vật này có tăng 35% sát thương trọng kích. Đây là một con số cũng tương đối kha khá, nên là anh em cũng có thể là dùng cái bộ này. Bây giờ chúng ta cùng đến về kỹ năng của Linh đây. Đầu tiên là tấn công thường. Bởi vì Linh đây chủ yếu chơi trọng kích nên là mình sẽ bỏ qua phần tấn công thường. Trọng kích của Linh đây khi mà tụ lực 2 lần thì sẽ bắn ra mũi tên ảo thuật gây sát thương nguyên tố hỏa và triệu hồi một mũi mèo ma quái. Và mũi mèo ma quái này sẽ kế thừa lượng HP của Linh đây. Mũi mèo ma quái này sẽ có tác dụng như sau. Đầu tiên là khiêu khích kẻ địch xung quanh tấn công. Mỗi kẻ địch mỗi 5 giây chỉ bị mũi mèo ma quái khiêu khích một lần. Độ bền của mũi mèo ma quái dựa vào phần trăm HP của Linh đây. Nhưng mà anh em sẽ không cần build một Linh đây là có nhiều HP đâu. Và mũi mèo ma quái này sẽ bắn ra phá hoa ảo thuật cho một kẻ địch xung quanh gây sát thương nguyên tố hỏa khi mà bị phá hủy hoặc là kết thúc thời gian. Và thời gian duy trì của mũi mèo ma quái là 4 giây. Đối với đòn tụ lực lần 2 của Linh đây khi mà bắn mũi tên ảo thuật thì nếu mà HP của Linh đây cao hơn 60%, Linh đây sẽ tiêu hao một phần HP để nhận được một tầng đạo cụ dự phòng và tối đa là cộng dồn 5 tầng sẽ xóa sau khi rời chiến đấu 30 giây. HP của Linh đây tối đa có thể giảm 60% thông qua khắc này. Và mỗi một lần HP tiêu hao sẽ là tiêu hao 20% giới hạn HP. Có nghĩa là anh em mà muốn tích đạo cụ dự phòng thông qua cái cách tiêu hao HP này thì chỉ có thể là tối đa đạt 3 stack. Và khi mà mũi tên ảo thuật này được bắn ra thì cứ cách một khoảng thời gian đó là 6 giây thì sẽ xuất hiện gai linh hồn. Và sát thương gai linh hồn này khá là thấp nhưng mà cũng là một phần sát thương của Linh đây. Và khi mà dùng mũi tên ảo thuật để tiêu hao HP của Linh đây thì mũi mèo ma quái sẽ được triệu hồi và mũi tên ảo thuật khi mà chúng kẻ địch sẽ hồi cho Linh đây 3 điểm năng lượng nguyên tố. Đồng thời là tăng sát thương gây ra dựa vào 80% tấn công của Linh đây. Và khi kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố hỏa thì sát thương của Linh đây sẽ được tăng như sau. Đầu tiên là sát thương tăng 60% so với mức cơ bản. Và mỗi nhân vật trong đội bản thân mang nguyên tố hỏa ngoài Linh đây sẽ tăng thêm 20%. Có nghĩa là anh em mang một team 4 hỏa thì có thể tăng 60%. Và thông qua cách này thì tối đa Linh đây có thể tăng 100% sát thương gây ra cho kẻ địch bị ảnh hưởng bởi nguyên tố hỏa. Thì bây giờ trong đội hình chúng ta có 4 nhân vật thì chúng ta có thể tăng 60%. Còn tăng 100% thì mình nghĩ là sau này có một cái event gì đấy hoặc là có thể là dùng thử nhân vật thứ 5 hoặc là thứ 6 thì mới có thể tăng 100% được. Về kỹ năng nguyên tố của Linh đây sẽ dùng chiếc mũ của mình để trình diễn màn ảo thuật phá hoa. Và khi thi triển kỹ năng nguyên tố thì sẽ xóa tất cả đạo cụ dự phòng đã có và gây ra sát thương phạm vi nguyên tố hỏa cho kẻ địch. Căn cứ vào số tầng đã xóa để tăng sát thương gây ra, đồng thời có thể là hồi một chút HP của Linh đây dựa vào giới hạn HP. Đối với kỹ năng này thì anh em tích được đạo cụ dự phòng càng nhiều thì sát thương của kỹ năng nguyên tố càng to. Và lượng HP hồi phục sẽ dựa vào số lượng đạo cụ dự phòng mà nhân vật đã tích được. Và khi mà Linh đây sử dụng kỹ năng nguyên tố trong trận mà có mũi mèo ma quái do bản thân Linh đây tạo ra thì phá hoa sẽ khiến cho nó phát nổ và gây ra sát thương phạm vi nguyên tố hỏa tương đồng với số phá hoa ảo thuật. Sát thương khi mũi mèo ma quái nổ sẽ được tính là sát thương trọng kích, bởi vậy nên anh em sẽ cần ưu tiên nâng kỹ năng thường trước. Và sát thương của mũi mèo ma quái này cũng sẽ được gia tăng bởi số đạo cụ dự phòng mà mọi người đã tích được. Về kỹ năng nổ của Linh đây, Linh đây sẽ dùng ảo thuật để biến thành mèo mũi ma quái di chuyển nhanh. Và mèo mú ma quái này khác với mèo mú ma quái khi mà Linh đây triệu hồi ra. Mèo mú ma quái khi mà Linh đây hóa thân thành khi tiếp cận kẻ địch sẽ khiến ngọn lửa giáng xuống, gây tối đa một lần sát thương nguyên tố hỏa cho mỗi kẻ địch.
Khi thời gian kết thúc, Lin đây sẽ thoát trạng thái mèo ma quái và tung phá hoa, gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa, đồng thời triệu hồi một chiếc mú mèo ma quái và nhận một tầng đặc vụ dự phòng. Đây là một kỹ năng mà sát thương cũng khá khá, và quan trọng là kỹ năng này cũng có thể là tích một tầng đặc vụ dự phòng. Anh em lưu ý là thời gian kéo dài của kỹ năng này là 3 giây, và mình có thể là kết thúc kỹ năng này sớm hơn 3 giây bằng cách là bấm kỹ năng nguyên tố một lần. Và ở đây chúng ta thấy khi mà Linh hóa thành mèo mú ma quái thì khi mà chạm vào một con quái thì nó chỉ gây sát thương một lần. Nên là combo tốt nhất khi mà mọi người sử dụng kỹ năng độ để hóa thành mèo mú mèo ma quái thì chỉ cần chạm quái một lần là mình bấm E luôn để kết thúc thời gian kéo dài của mèo mú ma quái. Mẹo sử dụng kỹ năng nguyên tố này đó là khi mà Linh hóa thành mèo mú ma quái, khi tiếp cận kẻ địch sẽ gây tối đa một lần sát thương nguyên tố hỏa cho mỗi kẻ địch. Có nghĩa là mỗi kẻ địch chỉ gây một lần, nên là khi mà anh em đã gây sát thương xong thì anh em có thể là bấm kỹ năng nguyên tố để hóa thành lại hình người. Như vậy sẽ tiết kiệm một chút thời gian khi mà leo la hoạt, bởi vì thời gian của mèo mú ma quái này là 3 giây, mà trong 3 giây đấy mình đã chạm trúng quái, mà chạm lần 2 thì chắc chắn là sẽ không gây sát thương, nên là mình sẽ hóa thành hình dạng người luôn để tiết kiệm thời gian. Và sau đây sẽ là cách combo của đội hình Lin đây. Đối với đội hình Lin này thì đầu tiên anh em nên sử dụng trọng kích tầm 1 đến 2 lần để tích đạo cụ dự phòng. Sau khi mà tích được tầm 2 lần thì có thể là sử dụng kỹ năng nộ của những nhân vật khác, chẳng hạn như Bennett sang Linh. Sau khi mà sử dụng nộ của Bennett sang Linh xong thì sẽ sử dụng nộ của Lin này, hoặc là có thể bắn trọng kích thêm một lần. Nhưng theo mình thì có thể là sử dụng nộ của Lin này xong. Sau khi sử dụng nộ của Lin này thì mình sẽ có hiệu quả như sau. Đầu tiên là nó sẽ tăng thêm một stack đạo cụ dự phòng. Và thứ hai là sau khi sử dụng kỹ năng nộ xong thì sẽ triệu hồi một mú ma quái. Và khi mà có mèo mú ma quái trên sân thì mình sẽ sử dụng kỹ năng nguyên tố. Và lúc này là kỹ năng nguyên tố sẽ được tăng sát thương từ số tầng đạo cụ dự phòng. Và trong trận là có mèo mú ma quái nên là mèo mú ma quái sẽ gây sát thương phạm vi nguyên tố hỏa. Và đây là cách combo của đội hình Lin này. Cuối cùng là đội hình Lin này. Về đội hình Lin này thì chúng ta cần những nhân vật có nguyên tố hỏa. Và hai nhân vật tốt nhất ở đây đó là Bennett và Sang Linh. Và vị trí thứ tư thì có thể chọn Johnny để giảm kháng. Ngoài ra thì cũng có thể là chọn Kazuha. Kazuha cũng là một nhân vật giảm kháng cực kỳ tốt. Ngoài Kazuha thì chúng ta có thể chọn Sucro. Đây cũng là một nhân vật xứng đáng để lựa chọn. Ngoài ra vị trí của Sang Linh thì có thể thay bằng Dehia. Dehia với thiên phú của mình thì có thể tăng khả năng kháng gián đoạn và cũng có thể là một nhân vật hỏa ở đây. Và đây là những đội hình mà mình đề xuất. Và clip của mình đến đây cũng khá là dài rồi nên là mình sẽ kết thúc ở đây. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.